cực kỳ căng nha các bác nghe, mở vải ra là chơi này, chim sầm đét luôn. Anh em thấy đẳng cấp chưa? Đấy, dáng dấp cao dài các bác nghe, đầu mặt đẹp, đuôi lá vàng. Đấy, chim đẹp tuyệt vời luôn này, các bác này hot mọi địa hình luôn này. Đấy, anh em xem nhá. Chơi các kiểu luôn các bác, đầu mặt rất là đẹp, sắc nét, đuôi lá vả nha các bác nha, miệng mỏ nhanh nhảu hót hay, đấu tốt. Đấy, anh em chết thì có thể alo cho em. Giọng rất là nhanh và đều nha các bác nhé. Lắc lồng lắc kiểu cho anh em xem này. Đấy, không hề sợ một chút nào các bác nhé. Liên mồn liên mỏ luôn. Chân vàng đẹp nha các bác nhé. Em chim này thì khoảng 3 năm lồng. Em lắc nước rơi hết ra đây rồi này. Đấy, thoải mái cầm trên tay chơi nha các bác nhé. Điện đón rất là căng, chơi thoải mái, chơi tốt trên tay luôn. Chim thuần hot tốt, đấu tốt các bác nhá. Anh em về xách bình cà phê cà pháo thoải mái vô tư. Đấy, em chim này thì đặt đậu hot rồi. Đấy, thoải mái cầm trên tay chơi này các bác này. Hot rát tai luôn. Đấy, em này nếu mà có chim được đấu thì đuôi sẽ xòe to và đẹp hơn nha các bác nhá. Không ngừng nghỉ luôn các bạn, hót mọi địa hình luôn em này. Hàng tuyển rất là đẹp các bạn nhé. Anh em nhìn này, đầu mặt sắc nét. Nói chung em này thì ngoại hình dáng dấp không chê ở đâu được các bạn. Hót thì chấm hết luôn rồi. Từ lúc mở vải ra đến giờ là khi mình nghỉ tí nào luôn. Hót quá tốt. Cao giáo và bộ khá to nha các bác nhé. Nó ở gần sát tai luôn các bạn. Nó rộng rất là vang. Chân vàng và đẹp nha các bác nhé. Đấy, em chim thì bộ khá to. Các bác nhìn này, bóng bộ em chim này quá tuyệt vời luôn. Nó tốt kinh khủng khiếp luôn. Thoải mái cầm tay chơi này con. Đấy, anh em thấy không? Quá tuyệt vời. Lắc các kiểu luôn các bác nhé. Này thì đi dượt cà phê khoảng 15-20 lồng là ok nha các bác nhé. Chim mới về thì anh em cứ để điện đó bắt đầu căng ở nhà lên thì anh em xách đi được. Đấy. Đó, mới đầu anh em mình về thì cứ dượt điên trước, xong rồi dần dần anh em mình cho vào thêm. Chim chơi thì rất là dễ và thoải mái xách đi chơi luôn các bác nhé. Xách tay đặt bàn chơi mọi địa hình luôn. Đấy. Để một con chim mà thuần treo lên hót thì nó đơn giản. Nó chim mà thuần mà cầm tay anh em lắc như này mà nó vẫn đứng nó hót ấy thì là phải rất là thuần rồi các bác nhé, rất là tự tin, thoải mái cầm tay như này. Đấy. Nó chim mà cực kỳ thuần người rồi, cực kỳ dễ chơi, mau mỏ thì nó mới chơi được các bạn. Anh em nào mà kết thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0978 767 689. Em thì lúc nào cũng để số điện thoại trong video cho các bác, anh em xem kết cái thì alo cho em. Chim rất là đẹp và không phải lúc nào kiếm được những em thuần chơi tốt như này đâu các bác nhé. Đấy, như những em này các bác về
thì cứ thế ra sẵn chơi thôi, bởi vì chim rất là mong mỏi dễ chơi rồi. Và điện đóm thì cực kỳ căng và ổn định, thì sát trên này nhìn được. Đấy, các bác thấy đẹp chưa? Chân mỏ vàng nhá, đầu mặt bóng bộ đẹp tuyệt vời, đuôi lá vải. Đấy, nếu mà có chim được đấu thì cánh đuôi ra sẽ đẹp hơn. Quá đẹp các bác nhỉ. Anh em được cầm con chim tận mắt này, anh em cầm trên tay anh em chơi này, thì mới là nhìn nó mới thấy được cái vẻ đẹp của em nó. Nên nhiều khi em quay lên như này này, ánh sáng nó không tốt này, hoặc là các bác không nhìn được cái chân mỏ và cái nước chơi của nó, thì các bác không thấy được nó đẹp. Anh em cũng thấy được nhưng mà có thể sẽ thấy được phần nào thôi. Cho nên anh em cầm tay chơi này sẽ thích hơn rất là nhiều. Đấy. Hàng như này thì cứ mở vải ra là chơi các bạn ạ. Bắn như AK luôn. Chim thần anh em thoải mái cầm bón sâu dế ăn nhé các bác nhé, rất là dễ chơi. Đấy, chim này thì em cho ăn cám của em tự làm, và sáng ra thì em có cho thêm mấy con dế ăn để bổ sung thêm đạm cho nó các bác nhé. Dễ chăm dễ chơi thôi. Đấy, em treo nó ở đây nhé, cái cầm này cũng khá là mỏi tay. Đấy, em như này thì đặt động hot được các bạn. Đấy, dùng sát cho các bác nghe hót nha. Đang ăn nhỉ các bác. Thoải mái tách lắc các kiểu. Đấy. Không sợ chút nào các bác nhé, không sợ người chút nào luôn. Anh em thấy đỉnh không? Quá đỉnh cao luôn.
Hôm nay bị bịt mỏ vào với con hót thôi các bạn ạ. Học mọi địa hình luôn. Anh em nào mà kết em hàng khủng này thì alo cho em nhé. Cái tay này thì khá là mỏi các bạn. Con em này nếu mà cứ cầm như này anh em cầm từ giờ đến trưa nó vẫn hót nha các bạn nha. Sáng ra cứ mở vải ra là chơi, rất là đỉnh luôn. Đang dấp quá đẹp các bạn. Đấy, hàng VIP anh em nào kết alo nhá. Rồi chào các bác.